Sao buồn hiu vậy con? Nãy con cùng các bạn nhặt rác phía trước trường mà con chả được khen, chỉ có tay to được khen thôi. Có sao đâu con, mình làm được việc tốt thì sớm muộn gì mình cũng sẽ nhận được điều tốt mà. Con chả tin đâu. Cho con cái này nè. Cái gì vậy ba? Đây là thẻ tích điểm việc tốt. Chỉ cần con làm đủ 3 điểm việc tốt thì con sẽ đổi được một thứ mà con thích. Bất kỳ cái gì cũng được, đúng không ba? Đúng rồi, nhưng mà nếu người khác giúp lại con thì cái điểm đó nó sẽ mất đi rồi nghe. Dạ, con hiểu rồi, con đi đây. Phải tìm ai giúp đỡ mới được. Ê Mụn Bự, làm gì á? Mình xách đồ từ chợ về giúp mẹ, mà nhiều quá à. Để mình giúp cho. Wow, hay quá. Còn 2 điểm nữa thôi là đổi được robot mới rồi. Đang làm gì á? Nhà mình tự nhiên mọc lên cây xoài. Mẹ nói mang ra rừng trồng cho nó mau lớn, chứ nhà mình chật quá à. Này tới to, đưa mình. Hay đó, giờ con lật ra giúp mẹ nha. À, mẹ ơi, con sâu. Giúp con mắt nó đây mẹ, con sợ quá. Cảm ơn con. Cực quá, cả ngày luôn mà chỉ mới có 2 điểm. Con giúp ba đấm lưng nha, ba mỏi quá. Dạ được, để con ba. Bạn đã đủ điểm để đổi quà. À, mình đổi robot được rồi. Yeah. Ủa, ông đang kiếm cái gì vậy? Nãy ông dập té, rớt mất cái mắt kính rồi. À, cái mắt kính bể rồi. À, ông dùng cái này đi ông. Hả? À, tiền đâu mà con mua vậy? Ta không lấy đâu. Cái này con đổi bằng thẻ tích điểm điều tốt đó ông, nên không có tốn tiền. Đúng của ba giỏi quá. Ba hả? Con tính đi trả thẻ lại cho ba nè, con dùng hết điểm rồi. Đâu, con coi lại coi. Hả? 3 điểm còn nguyên nè. Con vì ông lão mà hy sinh điểm của mình thì con đáng được nhận món quà từ thẻ chứ sao. Ờ, giờ thì con tin rồi. Làm điều tốt thì chắc chắn sẽ nhận lại điều tốt. Không những vậy, con cảm thấy vui vẻ trong lòng nữa. Ủa, hôm nay không có món thịt chiên hả mẹ? Thịt chiên con ăn mấy bữa nay rồi mà. Hôm nay mẹ nói nhiều món khác, cũng ngon lắm đó con. Nhưng con chỉ thích ăn thịt chiên thôi, mấy cái này thì con không có thèm. Nè, mẹ đã cực khổ đi chợ nấu cơm cho con ăn, không biết cảm ơn thì thôi mà còn khen chê nữa à. Thôi, con thì mà ăn nữa, con lên lầu đây. Con với cái diều riết rồi hư, anh phải dạy cho nó một bài học mới được. Đó mà, xuống đây bao giờ một chút coi. Có chuyện gì vậy ba? Con đem cái túi này qua nhà cô chuột giùm ba. Con phải đi cẩn thận và thật nhanh đó nghe. Trong túi này ba có để thêm vài cái bánh, còn có đói thì lấy ra mà ăn. Tối nay mẹ nấu món thịt chiên, mau về rồi ăn. Thiệt giá ba, vậy con đi nhanh đây. Đi xa có một chút mà được ăn thịt chiên, trổ thích ghê luôn á. Ê, đi từ từ thôi, chóng mặt quá. Hả? Cái túi này biết nói. Biết sao không, người sách ta đi nhanh như vậy, ta chóng mặt quá. Túi cũng biết chóng mặt nữa, xạo quá à. Vì thịt chiên mới mới đi giúp ba mi, mi tưởng ta muốn đi chung với mi sao? Cái túi này láo quá nha. Giờ mi có im không thì bảo. Đứng lại đâu? Mi đi đâu vậy? Ê, đâu rồi ta? Sao ta yếu rồi? Ủa, đó ba con, sao con tới đây giờ này vậy? Dạ cô ơi, ba con nhờ con mang tới cho cô một cái túi, nhưng con để cái túi cứng đầu nó chạy mất tiêu rồi. Trời thì sắp tối,
cô cho con ở lại đây một đêm nha con. Thôi, con vô nhà đi. Hai mẹ con cô cũng sắp ăn cơm rồi nè. Nhà cô chỉ ăn đạm bạc vậy thôi. Con ăn đỡ nha. Dạ. Ủa, sao anh đớm khóc vậy? Lần đầu tiên anh được ăn chén cơm ngon như vậy đó. Em còn cơm không? Cho anh thêm đi. Còn bao nhiêu đây là hết rồi. Anh ăn đi. Hết rồi hả? Thôi em ăn đi. Vậy mẹ ăn đi. Ủa, sao anh nhường em mà em không ăn? Mẹ cực khổ đi làm để có cơm cho em ăn. Em phải nhường cho mẹ chứ. Mẹ ơi, con sai rồi. Chào mọi người. Tôi mang thức ăn tới cho mọi người đây. Ba, ba ơi, con xin lỗi ba. Biết sai rồi hả đúng? Mẹ mình cực khổ nấu những món ngon cho mình ăn, mà người ta thì không có để ăn. Mình thì lại đi chê khen nu đòi. Yeah, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cái túi này nó giúp cho ba, để ba cho con một bài học đó. Về nhà xin lỗi và cảm ơn mẹ con đi. Bây giờ thì con cầm cái túi này, lấy thêm đồ ăn ra rồi cả nhà cùng ăn. Dạ. Ghê luôn á, nhà đốm có cả bong bóng bự ghê. Vô xem thử đi bụng bự. Không biết cái này có bay được không ha. Bự như vậy mà bay thì chắc là xa lắm đó. Tay to ngô quá à. Thì mình cứ thử là biết liền chứ gì. Đó, thả như vậy nè là ra rồi. Còn nó bay hay không á thì xíu nữa mới biết chứ. Nó bay lên thiệt rồi kìa. Bạn nhảy xuống đi. Không thôi nó cuốn bạn mất tích luôn đó. Mình không dám nhảy. Trời ơi, mình thấy máy nữa rồi. Cái đó là bóng thí nghiệm của ba mình mà. Để mình về bạn lại. Wow. Càng lên cao càng lạnh đó ông ơi. Bạn có cách nào không đó? Chỉ có một cách là chiếc bong bóng xì thôi. Thôi, được đâu. Bong bóng mà xì ra, muốn kéo đụng vô núi là tụi mình chết chắc luôn. Chết rồi, nghe điện lớn quá. Thôi thì không bị đông cứng như lạnh thì cũng bị sét đánh đen mông luôn rồi. Thôi mình chích xịt bong bóng đi. Biết đâu tụi mình rơi xuống hồ nước. Chỉ còn cách này thôi. Tùy bạn vậy. Mấy đứa ở bên này nè. Trời ơi, chóng mặt quá à. Trời ơi, đầu óc quay cuồng. Chắc mình chết quá. Hai đứa buông tay ra, ba sẽ đón. Mình còn sống nè. Mình còn sống một bự ơi. Tụi con cảm ơn bác nhiều. Không có bác á là tụi con tiêu rồi. Hai đứa giỏi quá ha. Còn chưa nhận ra lỗi của mình nữa à? Dạ con xin lỗi bác. Mình xin lỗi bạn nha đớm. Tại vì mình tái máy tay chân, không có suy nghĩ trước mà là bản thân và đớm gặp nguy hiểm. Con xin hứa từ nay con sẽ không tái phạm nữa đâu. Còn có lần sau nữa à? May mà cái bọn chưa bị sét đánh đen cái mông đó. Đen mông. Lần này chắc tay to sẽ giận mình lắm đây. Con gấu này bạn nó quý nhất mà, mình lại làm lỡ tay hư nữa. Mình thật là hậu đậu mà. Tôi tiêu mình rồi. Tay to hả? Đi đâu mà nhìn bạn lo lắng vậy đớm? Mình đi tìm bạn á. Có chuyện gì vậy? Mình lỡ làm hơi con gấu của bạn rồi. Mình xin lỗi nha. Trời, con gấu bông của mình. Mình đòi cho bạn con khác nha. Con gấu này ba mình tặng, bạn có đền cũng đâu có ý nghĩa gì. Thank you.
sao đâu, mình về nhà mẹ sửa lại giùm một cái là được rồi. Bạn đừng lo nữa nha. Ủa, tay tao bị sao vậy ta? Hồi nãy vừa buồn lắm mà. Con không biết cảm ơn mình đi. Hả? Ai nói vậy? Là mình nè. Ồ, bạn mũi, bạn làm gì mà tao hết buồn hay vậy? Mình là mũi đặc biệt, mình không hút máu. Mình chỉ thích hút nỗi buồn và sự bức tức của người khác thôi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ồ, nhưng mà bạn thấy ai buồn thì bạn mới lại hút hả? Đúng rồi, mình cứ bay mọi nơi, thấy mình mới hút. Ồ, nhưng sao bạn không hút sẵn hết tất cả những cảm xúc nỗi buồn của mọi người đi? Như vậy thì mọi người trên thế giới này sẽ không còn phải buồn phiền hay tức giận gì nữa. Ờ, sao mình không nghĩ ra sớm hả? Bây giờ mình sẽ đi hút hết cảm xúc buồn giận của tất cả mọi người. Tuyệt lắm, mình sẽ chờ kết quả, có sao nhá. Vậy là mẹ sẽ không la mình khi mình chơi game nữa rồi. Nè nhóc, đưa tiền đây, không thôi anh đánh cho một trận bây giờ. Dạ, đây là tiền em để dành mà. Mình bị lấy mất tiền rồi, vui quá. Trời ơi, kỳ cục vậy. Mẹ ơi, con lại đánh bạn đứa rồi, điểm kiểm tra bị không điểm nữa. Vậy hả con, mẹ vui quá đi. Trời ơi, cái gì vậy? Như vậy mà vẫn còn vui vẻ được sao? Loạn rồi, không được. Hồi đó bạn mũi dừng ngay mới được. Bạn mũi ơi, dừng lại ngay. Ủa, sao lại dừng lại? Không được đó mũi. Nếu như bạn hút hết tất cả nỗi buồn của mọi người thì trên thế giới này sẽ loạn hết. Mọi người sẽ không biết thế nào là đúng, là sai nữa. Hả? Thật vậy sao? Đúng rồi, mình đã nhận ra là mọi cảm xúc trên đời này đều quan trọng với chúng ta. Có vui vẻ thì cũng có lúc buồn. Tại sao phải có buồn? Buồn nhiều đâu có tốt đâu. Có chứ, có buồn thì sẽ có giận. Đối phương sẽ biết mình sai ở đâu và sửa đổi, cải thiện thành cái tốt. Rồi từ cái tốt, ta nhận lại được niềm vui. Nên là vui buồn giận đều rất quan trọng đối với mỗi người. Mình cũng hiểu rồi. Từ nay mình sẽ hút những ai buồn quá nhiều hoặc nỗi buồn không đáng có thôi. Ba ba, hè này mình đi chơi hả ba? Hè này ba mẹ bận về thăm ông bà rồi, cho nên chắc chỉ về thăm ông bà thôi con. Chắc là mới nghe ai đó khoe được đi du lịch chứ gì. Dạ đúng rồi đó, bạn con đi chơi lung tung hết luôn. Ba mẹ cũng cho con đi đi. Đi xong rồi về thăm bà sau. Con thì được nghỉ hè, chứ ba mẹ vẫn đi làm mà. Ba mẹ chỉ xin nghỉ được có đủ ngày để về thăm ông bà thôi. Ủa, năm nào cũng đi có một chỗ, chán phèo. Khát nước ghê luôn. Mà sao ba mẹ đi đâu hết rồi ta? Gửi ba đốm. Cái gì đây ta? Vòng cổ giúp thực hiện điều mong muốn. Cách dùng: đeo sát vào cổ, nói lớn điều mong muốn và nhấn nút màu đỏ. Wow, đúng thứ mình cần rồi. Mượn ba thí coi sao. Ước gì ta có thể tự mình đến được cuối cánh rừng bên kia. Ủa, sao lại ghê? Sao mình vẫn còn ở nhà vậy ta? Hello cậu bé, chúng ta bắt đầu thực hiện điều ước nào. Cái gì vậy? Sao lại siết cổ mình? Vì bạn chưa chịu đi đến cuối khu rừng nên mình siết thôi. Là sao? Ý là mình sẽ ở trên cổ bạn đến khi nào bạn thực hiện xong điều ước thì mình mới tháo được. Còn nếu bạn không chịu làm thì cứ 5 phút mình lại siết chặt cổ bạn thêm một chút. Trời đất ơi, sao thầy giấy nói bạn giúp mình thực hiện điều ước mà? Thì mình đang giúp mà, có chịu đi không? Vậy mình sẽ tháo ra. Không được đâu, bao giờ bạn thực hiện xong điều ước thì mới tháo được. Mệt quá, đi không có nổi nữa rồi. Dậy đi ngay, không mình siết à. Cho mình nghỉ tí đi, mình mệt quá à. Thì bạn muốn đi du lịch đến cuối khu rừng mà, phải thực hiện vui vẻ lên chứ. Nhưng không phải theo cách này. Không nói nhiều, đi mau, không trời tối, còn về nhà nữa. Quang hô, bạn đã hoàn thành được điều ước rồi. Mệt quá đi, mệt quá. Bạn còn muốn đi du lịch nữa không? Mình vẫn đi tiếp nha.
Thôi thôi, mình không có đi nữa đâu. Thôi ở nhà còn hơn á. Chứ bạn tưởng là cứ ước là được hay sao? Muốn được cái gì cũng phải có quá trình của nó chứ bộ. Nhưng mà to được ba mẹ dẫn đi du lịch kìa. Là vì bạn ấy học giỏi, lại ngoan ngoãn nên được thưởng. Rồi bụng bự đi học bơi nữa. Là vì bạn ấy béo quá nên phải học bơi cho khỏe mạnh. Ông lẽ mình không được gì hết hả? Không phải bạn không được gì cả, chỉ là hoàn cảnh đôi khi không phù hợp thôi. Ước muốn được gì thì cũng phải có quá trình, có sự cố gắng riêng của bản thân, mà cũng phải cần có thời gian hợp lý nữa thì mới đạt được. Chứ không phải ước gì là được liền đâu. Ba mẹ bạn đi làm nhiều để có tiền chăm sóc cho bạn. Ông bà thì lại lớn tuổi rồi, bạn phải hiểu và thông cảm chứ. Cảm ơn bạn nha. Mình hiểu rồi. Hè này về chơi với ông bà thôi. Thời tiết nắng nóng quá à, cây cối nào chịu cho nổi. Người mình đây còn muốn héo nữa nói chi là cây. Ủa, các bạn có nghe tiếng gì không? Hình như có tiếng ai đó khóc đó. À, ở đây nè các bạn. Khó chịu quá đi. Bạn trai ơi, sao bạn đứng đây khóc vậy? Ông chủ của mình đi vắng dài hôm, chả ai tưới nước chăm sóc cho mình hết. Chắc mình chết quá à. Tụi mình sẽ chăm sóc cho bạn dài hôm. Tụi mình cũng muốn chăm sóc cho cây nữa. Thật vậy hả? Các bạn thật là tốt bụng. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nè, hôm nay tới lượt đốm đi xách nước tưới cho cây đó nha. Cái gì vậy trời? Sao tới lượt mình nhanh vậy? Chứ sao nữa, hôm qua mình đã đi lấy nước rồi. Hôm trước mình cũng đã bắt sâu cho cây rồi. Cứ như vậy thì chả nhớ được tới nhiệm vụ của ai hết đó. Tới lượt của mình á thì làm đi, bạn còn than gì nữa. Ai nói bạn là mình than hả? Thôi thôi, hai bạn dừng lại đi. Mấy bạn làm như vậy không sợ bạn cây buồn hả? Các bạn cứ mặc kệ mình đi. Đó, bạn thấy chưa? Bạn làm cho cây buồn rồi kìa. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Mình có ý này hay nè. Vì bạn cây có ba cành, mỗi bạn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc một cành. Như vậy là công bằng. Ờ ha, được á, vậy thì đốm sẽ không hơn thua nữa. Được thôi, quyết định vậy đi. Ui da, à, da, ui da. Ủa, bạn cây có bị sao không vậy? Cành bên đây của mình đang bị sâu ăn lá. Ây da, à, đau quá à, à. Là cành cây của bụng bự. Đúng rồi, hôm trước bụng bự có nói là phải đi thăm ông bà mấy hôm nữa mới về. Bạn ráng chịu đựng nha. Nhưng mà mình khó chịu lắm, cành cây đó héo khô rồi. Nhưng biết sao được, mình cũng giúp bạn. Nhưng mà đó là cành cây của bụng bự. Hẹn gặp lại bạn sau nha. Hả? Sao bạn cây lại ra nông nỗi này vậy? À, chắc là do cành cây của bụng bự mấy hôm nay không được chăm sóc cho nên cây bị vậy đó. Mình mệt quá, không gượng nổi nữa rồi. Trời ơi, mình đi vắng vài ngày, sao bạn lại mặc kệ? Tất cả là tại bạn á. Mình các bạn mau tìm cách cứu cây đi. À, ông chủ đã về. Hả? Thì ra ông chủ của cây là ông Tiên á hả? Chính là ta. Tụi con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho cây. Tất cả là tại mình. Mình cứ nghĩ không phải trách nhiệm của mình nên mình đã làm cây bị héo. Các con đều có lòng chăm sóc cho cây, ta rất là cảm kích. Nhưng qua chuyện lần này, các con phải biết, khi cùng làm chung một việc gì đó thì ai cũng có trách nhiệm to lớn cả. Dạ, dạ tụi con hiểu rồi. Ba ơi ba. Có chuyện gì mà chạy dữ vậy con? Bụng bự hẹn con chiều nay chơi đấu vật. Mà bạn đó mập như vậy, con sợ thua với bạn đó mất. Như vậy thì sẽ mất mặt với tay to lắm. Mà giúp con nha. Trời, nhưng mà tại sao tự nhiên hai đứa lại hẹn đấu vật vậy? Bạn đó cứ khoe bạn đó khỏe, rồi còn khoét lát với tay to nữa. Con không tin bạn đó nói thật, rồi bạn tách con đấu vật đó mà. Chà chà, ba thì không có ủng hộ việc này đâu nghe. Nhưng mà ba sẽ giúp con không bị bạn giật te tua. Hay quá. Có cái gì mà làm con mạnh hơn hả ba? Không phải đâu. Cái này nó chỉ giúp cho con có sức khỏe bằng với bụng bự thôi. Hả? Là sao hả ba? Con có thấy khi đấu vật người ta chia ra nhiều hạng cân không? Đó là do người ta muốn có sự công bằng,
con và bụng bự. Ồ, hay quá, con cảm ơn ba nha. Nhưng mà con phải nhớ, sau khi cân bằng, con chỉ được dùng sức một lần thôi. Nếu muốn cân bằng lại, con phải bấm cái nút này lại đó nghe. Dạ, con biết rồi. Nè, mang theo cái gì vậy? Tính ăn gian hả? Mình mà còn ăn gian bạn hả? Đây là cái máy giúp cho mình và bạn, ngang tài ngang sức đó. Nhưng sao phải sử dụng nó vậy đớm? Bụng bự mập như vậy, nặng hơn mình, đấu vật với mình thì làm sao cân bằng được. Phải dùng cái máy này để cân bằng hai bên đó. Tưởng gì, dù sao á mình cũng thắng bạn thôi. Được rồi, hai bạn chuẩn bị chưa? Bắt đầu. Hôm nay đớm thiệt là lợi hại, ngang tài ngang sức với bụng bự luôn. Sao hả? Bụng bự đã biết sự lợi hại của mình chưa? Bạn hay lắm, nhưng mà cứ như vậy á, chúng ta sẽ không phân thắng bại được đâu. Con trai á là phải rõ ràng, mai tụi mình đấu tiếp. Trời ơi, lại nữa hả? Bây giờ có dùng tấm thảm này cũng đâu có phân thắng bại được. Làm sao thắng bụng bự bây giờ? À, mình có cách rồi. Nếu mình ngang sức với Châu, vậy là mình có thể mạnh hơn cả bụng bự rồi. Bạn Châu ơi, bạn bấm vào cái nút này đi. Có chuyện gì hả Đơm? Chuyện gì vậy nè? Cảm ơn Châu nha, mình đây đây. Cứu mình với, cứu mình với, Đơm ơi. Mày dù có sao không? Mình giúp té rồi bị cục đá này rớt từ đâu xuống nè, chân mất rồi. Đến giúp mình với. Chết mình rồi, nếu mình dùng sức lấy cục đá này ra thì sẽ mất đi sức mạnh của Châu. Mà không được, không thể để mặt chuột được. Cảm ơn, cảm ơn đốm nhiều lắm. Thôi, mình có việc phải đi rồi, mình đi đây. Không cần phải đi nữa đâu. Ủa, tao bụng bự sao lại ở đây? Bạn đã sử dụng sức mạnh có được để làm điều tốt, tụi mình thấy hết rồi. Không có nên thi thố, hơn thua với bạn như vậy, ai khỏe hơn á cũng không quan trọng đâu. Quan trọng á là mình biết sử dụng nó cho việc tốt. Mình cũng xin lỗi vì mém gian lận. Ừ. Thôi mẹ mới về. Mới đi chơi về hả con? Dạ, mà con đói quá mẹ. Có gì ăn không mẹ? Mẹ không nấu phần con, nên con tự kiếm đồ ăn đi. Hả? Sao lại không nấu phần con? Con vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Có chuyện gì vậy ba? Con đi chơi cả ngày cũng không thèm xin phép hay là báo cho ba mẹ biết, cho nên mẹ lo chứ sao? Trời ơi, thì ra là vậy, tưởng chuyện gì. Con đi chơi thì con vui, nhưng con đâu có biết ba mẹ ở nhà lo cho con như thế nào đâu. Con ở nhà bụng bự chơi thôi, chứ có đi đâu đâu mà lo. Hồi nhỏ ba cũng như con, cũng làm cho bà nội lo đó. Khi ba hiểu ra thì ba không tái phạm nữa. Con nên tự suy nghĩ lại đi. Dạ. Mình đâu có sai đâu ta. Không biết hồi đó ba như thế nào ha. Chắc bị bà nội không cho ăn như mình quá. Muốn biết thì xem thôi. Ê, cái người biết nói. Ừ, muốn coi ba ngươi mà. Đây là ba ngươi lúc nhỏ đây. Ồ, hay vậy. Không biết nó đi đâu từ sáng giờ không thấy. Sắp mưa lớn mà còn chưa về nữa. Ba nội kìa. Nhưng ba đi đâu ta? Trời sắp mưa rồi. Ba ngươi á, đây nè. Trời ơi, ba lì ghê luôn. Sắp mưa rồi mà không chịu về nữa. Phải đi kiếm nó về ngay trước mưa mới được. Còn với cái, trời ơi, gió lớn như vậy mà bà phải đi tìm ba. Thật là hết nói với ba mà. Bà nó té rồi kìa. Giờ ba ở đâu còn không biết nữa. Ủa, mẹ đi đâu vậy? Cái thằng quỷ sứ, con đi đâu giờ này mới về? Con đi chơi với mấy đứa bạn chứ đi đâu. Hết nói nổi mà. Bà nó giận rồi kìa. Bà hư quá. Đi cho ông xin bà mà còn bỏ đi cả ngày nữa chứ. Mình là bà nội thì sẽ cho ba một trận no đòn. Đã hiểu chuyện chưa? Chuyện gì vậy? Ngươi không thấy sao? Bà ngươi đi chơi không sao, nhưng bà nội ở nhà không biết tung tích mới lo lắng nhiều như vậy. Ngươi hôm nay cũng vậy,
mẹ ngươi giận ngươi là đúng rồi. Ta hiểu rồi. Chỉ về ta đi chơi không báo nên làm cho ba mẹ lo lắng. Ngươi đi đâu cũng được, nhưng nên nhớ hãy cho ba mẹ ngươi yên tâm rằng ngươi đang ở một nơi an toàn thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Xuống ăn cơm đi con. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con sẽ không làm mẹ lo nữa đâu. Mẹ đừng giận con nữa nha. Thôi được rồi, con hiểu là được rồi. Thôi, xuống ăn cơm đi. Dạ, con đi liền. À, mẹ đợi con tí. Cảm ơn Gương nhiều nha. Mình sẽ ngoan ngoãn xin phép ba mẹ trước khi đi chơi. Hứa đó. Được rồi, cố lên. Mẹ ơi, con qua một bữa chơi nha. Trời sắp mưa rồi đó, mai rồi đi con. Lại nữa rồi, mưa gì mà mưa hoài à. Không đi đâu chơi được hết. Chán quá đây ông mùa hè ơi. Chuyện gì? Ông lại, sao vào nhà con? Ta là thần mùa hè, đang bay đông chơi thì nghe con la lối nên ta mới xuống xem sao. Thật hả? Ông ơi, ông làm trời hết mưa được không ông? Sao vậy? Mưa mát mà con. Con chỉ muốn đi chơi thôi. Mà trời mưa hoài như vậy, con không đi chơi được gì hết á. Ở nhà hoài chán lắm. Cũng có lý. Mùa hè mấy đứa được nghỉ học mà lại không được đi chơi thì quá uổng phí. Đúng rồi đó ông mau làm hết mưa đi. Được thôi, nhưng mà nó sẽ gây ra nhiều hậu quả lắm đó. Không sao đâu ông, chỉ là không mưa đó mà. Hay quá, đi chơi thôi. Đã một tháng nay không mưa, tình hình mùa màng đang bị hạn hán, giá nông sản sẽ tăng nhanh trong vài ngày tới. Nắng nóng quá trời mà không chịu mưa. Sao ai cũng chán vậy ta. Mình đi chơi đi. Phải ngươi không? Ngươi nói ông thần mùa hè không cho mưa nữa đúng không? Dạ đúng. Nhưng ông là ai? Ta là thần đông. Vì ngươi mà ông thần mùa hè không cho mưa nữa. Sao mày nghiêm trọng vậy được? Đây, thấy chưa? Thấy hậu quả chưa? Trời ơi, ra nông nổi này luôn rồi sao? Sao họ khóc vậy ông? Còn hỏi nữa sao? Chính người mong muốn không có mưa để đi chơi. Giờ thì không mưa cả tháng, ruộng vườn đến sông suối đều khô hạn. Bao gọi mưa về cho ta, đồ ích kỷ. Con hiểu rồi, con sẽ nhờ thần mùa hè ngay. Con biết sợ rồi sao? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi ông thần nông, xin lỗi ông thần mùa hè. Con sẽ không ích kỷ như vậy nữa. Con nên nhớ, có nắng thì phải có mưa. Không thể đảo lộn quy luật tự nhiên theo ý muốn được, vì sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Dạ, con hứa là con sẽ không làm như vậy nữa. Rồi, mưa đây. Mà có mưa mới đúng chứ. Tiến lên. Tia sáng hủy diệt, bắn mình theo luôn đi. Mấy bạn sắp chết đói tới nơi, ăn như hẻm. Ở vô quá đi, dùng giải đầy nhà rồi kìa. Mình không thèm xem phim với mấy bạn nữa. Nè. Nãy giờ ta to diễn xong, lại lấy hộp bắp thôi à. Ủa, đang coi siêu nhân mà. Bắt máy, chuyển kênh. Coi siêu nhân bạo lực quá chừng. Thôi nghỉ đi, coi ca nhạc cho thoải mái. Ca nhạc
nhạc của mình bạn coi à. Tụi tôi đâu có thích coi ca nhạc đâu. Ờ, đến xuống đây. Ê, mấy bạn tránh ra coi. Che tivi như vậy làm sao mà mình bấm được hả? Còn lâu tụi này mới xơi ra. Xơi ra để bạn bấm vào kênh ca nhạc sớm xuống hả? Hay da. Xơi ra đi. Ai cho bạn bấm? Hay da. Mình không biết gì hết. Mình về trước nha. Bye đúng. Buồn bữa về để mình về chung với. Bye bye đúng nha. Mình cũng trốn nữa. À. Hả? Ba đứa tính chạy đi đâu? Kỳ là chết thiệt rồi. Mẹ nghe hết rồi. Giờ mấy đứa tính sao? Làm hư đồ rồi bỏ trốn tội à? Tội này giờ ba đứa tính sao đây? Đúng là thảm họa tới rồi. Cái tội dành tivi nè. Giờ chịu phạt thôi, chứ biết sao giờ. Cả ba đứa tính sao? Nói. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ... không dám tái phạm nữa à. Đồng lòng lắm. Tha không đòn roi, nhưng cấm coi tivi hết năm nay. Mình hết được xem màn hình rồi. Sao mình không có đẹp gì hết vậy? Mẹ ơi, con không chịu đâu. Gì thế hả con trai? Sao chưa đi? Sao mẹ không đeo vàng cho con? Không đeo mấy bạn không có le mắt. Thôi được rồi, đợi mẹ. Rồi, đẹp rồi. Ra đường thì phải đẹp như vậy, người ta mới thấy con trai của mẹ oai chứ. Ê, đớm, cảnh ở đây đẹp hú hồn luôn. Đớm chụp hình cho mình đi. Được rồi, bụng bự đứng chỗ này cho đẹp đi. Mình chụp cho. Ừ. Chụp nha. 2, 3. Đâu, đâu, cho mình xem coi đẹp cỡ nào. Đẹp hết hồn luôn vậy đó. Ủa, sao giống bò vàng vậy? Trời, bạn nhìn mình thành bò vàng luôn hả? Không phải, hình như là trong hang bò vàng đang bị chói. Đâu, đưa cho mình xem. Đúng rồi, đúng là bò vàng đã bị bắt rồi. Vậy làm sao bây giờ? Để mình gọi về cho ba mình. Alo, ba hả? Ừ, ba đây. Sao, hai đứa đi thám hiểm được cái gì rồi? Ba ơi, con phát hiện hình như là bò vàng bị gã sao bắt hay gì đó. Làm sao con biết được? Con chụp hình với bụng bự thì vô tình thấy trong hình. Con gửi cho ba xem. Dạ, để con gửi. Hình nhỏ quá, ba không nhìn thấy rõ. Con cố gắng chụp gần hơn nữa coi. Nhưng mà coi chừng bọn xấu phát hiện nghe chưa. Dạ, con biết rồi. Mình lấy gần hơn một chút nữa để chụp cho rõ đi. Chà, bụng bự làm gì vậy? Thì chụp hình mình tạo dáng thôi mà. Mình muốn chụp hình trong hang để xem cho rõ có phải bò vàng không thôi. Bạn chen vào làm che hết hình rồi đó. Ai biết đâu. Mình chụp lại, không nhảy vào nữa nha. Ừ. Đúng là bò vàng bị bắt thật rồi. Vậy làm sao hả ba? Hai đứa hãy bình tĩnh, đừng để cho bọn chúng phát hiện. Ba và bác bò vàng sẽ tới ngay. Mẹ ơi, con sợ quá à. Con chuột thúi kia, sao ngươi lại bắt cóc con nít hả? Hai anh thông cảm cho, em đang khó khăn. Thấy nó đeo vàng nhiều, định bắt cóc lấy vàng của nó. Bắt cóc lấy vàng của bò vàng à? Với lại ai cần mua con nít về nuôi hay là bán làm gì đó thì em cũng bán luôn. Em thấy chưa, đeo vàng cho con nhiều vô rất nguy hiểm. Bò vàng cũng vậy, không đòi mẹ đeo vàng cho, hay đem tài sản quý giá bên cạnh khi đi có một mình, nghe chưa? Dạ, con sợ lắm rồi. Nhưng sao anh Đốm lại đem mấy chụp hình và điện thoại hả bác? À, anh Đốm và bụng bự đi có sự theo dõi từ xa của bác. Nếu không làm sao mà cứu con được. Dạ, vậy con hứa sau này con sẽ không đeo vàng hay là đem đồ quý giá khi đi chỉ có một mình. Cảm ơn anh và các cháu rất nhiều. Yeah.
Tập thể dục thôi. Dạ, tập thể dục buổi sáng cho khỏe. Dang hai tay, mắt nhìn thẳng. Ủa, ba ơi, ba, nhìn cái cây kìa. Lo tập trung tập đi, đừng có nhìn lung tung nữa. Không phải, cái cây kiển của ba, sao mà không còn lấy nào nữa vậy? Ủa, sao lại như vậy? Tại sao mới một đêm mà sâu lại ăn hết lá như vậy? Con sâu đáng ghét, ta mà tìm được ngươi là ta sẽ mang ngươi cho cá ăn cho biết thân. Bắt được ngươi rồi nha. Hả, ba ơi, sao con sâu này ngộ quá vậy? Y chang con cá luôn. Đâu, đâu, ba coi coi. Ôi da, gãy xương sống rồi. Ba thấy chưa, con sâu này y chang con cá luôn. Ai nói với ngươi ta là sâu chứ? Ngươi không phải là sâu, tại sao lại ăn lá cây rồi còn sống bên cây nữa? Đó là sự thật đau lòng. Hai người biết không, ta là cá ở xứ sở thần tiên. À, sao nước của mình bị cạn hết như vậy? Đó, từ đó không còn nước nữa. Ta phải sống trên cây và ăn lá cây đỡ đó. Ở đây vẫn còn nước, sao ngươi không sống mà sống trên cây? Nước ở đây thối quắc à. Ta ở dưới đó cho da ta bị mẩn ngứa, nổi mụn hết sao, chưa kể là bị ung thư da luôn. Nhưng tại sao nguồn nước sạch ở xứ sở thần tiên lại cạn kiệt được chứ? Ta không biết, nhưng đó là nơi có nước sạch duy nhất chảy ra thế giới này. Nếu nơi đó mà cạn kiệt thì chắc chắn là điềm báo không lành rồi. Có khi nào là chúng ta ở cũng bị hạn hán không ạ? Ôi, hạn hán thật rồi. Sao lại như vậy hả ba? Loài người không ngừng chặt rừng, tàn phá thiên nhiên bằng khói bụi hóa chất thì hạn hán sẽ đến thôi. Vậy chúng ta làm gì để bảo vệ thiên nhiên đi ba? Mỗi chúng ta không đủ sức để làm điều lớn lao đó đâu con à. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta cùng làm những việc nhỏ thì sẽ làm góp phần cho thiên nhiên này tươi đẹp lại. Mà cách nào hả ba? Chúng ta hãy giữ môi trường sống này trong lành, không xả rác, tiết kiệm điện và giữ cho nước sạch hơn. Cái này đốm làm được. Còn yêu động vật và bảo vệ chúng, các ngươi không làm à? Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm. Vậy thì hãy làm cho chúng tôi ở lại đây cùng các người đi. Đúng đó ba, nếu bạn cá này đi ra ngoài thì sẽ bị người ta bắt đi ăn thịt hoặc thả xuống dòng sông đen ngòm đó ba. Thôi được rồi, ngươi hãy ở lại với chúng ta. Các người cho ta ở lại à? Ừ, đúng rồi. Ra đi các em. Có nhà ở rồi. Lần này chắc tiêu hết cái vườn cây của ta. Ơi, sao mà việc nhiều như vậy? Chỉ còn 20 phút nữa thôi là khách đến rồi. Làm sao bây giờ? Thằng bụng bự nó đi đâu mà nãy giờ không thấy về giúp mình vậy ta? Buồn ngủ quá đi. Hôm nay sao mà thầy dạy chán quá không biết nữa. Bụng bự, con mau lên cất cặp sách rồi xuống đây giúp mẹ. Hôm nay bác Đốm và bác Bò Vàng sang chơi nên mẹ phải chuẩn bị rất nhiều món ăn. Con nhanh lên rồi xuống đây phụ mẹ nha. Nhưng con đâu có biết làm gì đâu. Nấu ăn là công việc của mẹ mà. Việc của con bự là đi học mà mẹ. Chỉ phụ mẹ những công việc lặt vặt thôi. Con buồn ngủ rồi, mẹ làm đi nha. Cái thằng này chỉ ham ăn ham ngủ. Các bạn ơi, ngày mai cô giáo chúng ta sẽ mở một đại tiệc cho lớp. Cô bảo á, mỗi bạn sẽ phải nấu một món ăn. Ai nấu giỏi nhất á, thì sẽ được phong là đầu bếp số 1 của lớp luôn. Vậy thì mình sẽ trổ tài nấu món trứng chiên siêu ngon của mình cho các bạn thưởng thức đây. Ủa, Đốm, bạn cũng biết nấu ăn nữa hả? Không có, mình chỉ nhờ mẹ mình dạy cho mình nấu thôi. Vậy mà mình tưởng bạn biết nấu ăn, nhờ mẹ chỉ thì ai làm cho được. Vậy thì bạn có biết nấu không? Nhưng không được nhờ mẹ bạn giúp nha. Được chứ sao không được. Mẹ mình nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn mình phải có gen di truyền. Ngày mai mình sẽ làm một cái bánh hamburger khổng lồ cho bạn coi. Vậy mình sẽ nấu món chè siêu ngọt. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện thôi. Mình sẽ cho Đốm thấy mình nấu ăn ngon như thế nào. Không ai có thể chiến thắng được bụng bự. Mệt quá đi. Sao nhiều đồ vậy ta? Rồi mình làm sao đây ta? Giờ mình làm gì trước ta? À, mình sẽ xẻ bánh hamburger ra trước. Sau đó mình sẽ chiên trứng. Đúng rồi.
ngươi, tiếc ngươi lại. Liêu liêu. Mệt quá, sao lại khó thế này? Tưởng dễ làm, ai ngờ sao mà dứt giả thế chứ. Ui, bà ấy về rồi. Con sao vậy bụng bự? Mẹ ơi, con định làm cái bánh hamburger siêu bự đem dự tiệc mà sao khó quá mẹ ơi. Mẹ giúp con đi nha. Sao được, con nói việc ai nấy làm mà, sao mẹ giúp con được? Con sai rồi, con xin lỗi mẹ mà. Mẹ giúp con đi, từ nay về sau con sẽ phụ mẹ về nhà. Chúng ta là một gia đình, phải yêu thương, giúp đỡ nhau. Không có công việc nào là của riêng ai hết con à. Bụng bự xin lỗi mẹ. Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ. Không hả, thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm nha mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao lận? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm chờ thán phục. Đếm hay quá, đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn á thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không? Hư bao nhiêu cây đàn rồi, chắc là đàn hay lắm á tay to. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi, mình tò mò quá. Đúng. Còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó. Mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập qua mà không được vậy? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng thông giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát thấy to, bụng bự. Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha. Không xin phép ba đốm như vậy có bị la không? Thì đừng cho ba mình biết, chứ có cái gì vui đâu mà chơi. Đúng rồi đó, mình vô đây xem coi có cái gì vui không. Biết đâu ba của đốm nghiên cứu cái gì hay hay thì sao. Ê, mới nói mà có rồi kìa. Đâu, cái gì đâu? Cây súng kìa. Thôi, đừng nghịch súng, nguy hiểm lắm. Rồi, nhẽ hiều à. Súng đồ chơi chắc luôn. Đâu, đưa cho mình xem thử. Ôi da, đúng rồi. Chết rồi, tại bạn đó bụng bự. Bắn trúng đốm rồi thấy không? Tại bạn chứ bộ, tại bạn không cho mình mượn. Ê, mình đang lơ lửng nè. Bạn bay thử coi được không? Đúng rồi,
đâu có sao không? Bây giờ mình bay được rồi, không cần cánh cũng không cần động cơ luôn. Mình cũng muốn bay nữa. Sao mày không ra đạn bắn cái coi? Chắc là lúc nãy giằng co nên súng hư rồi. Vậy thì chỉ có một mình ta bay được thôi. Từ nay ta sẽ là anh hùng đớm, thủ lĩnh địa cầu. Thủ lĩnh gì chứ, chẳng qua là bạn hên thôi. Mấy bạn còn không mau chặt thủ lĩnh địa cầu đi chứ. Thủ lĩnh cái mông á, bụng bự này ngoài đồ ăn ra thì ứ chào ai hết. Nhân danh thủ lĩnh địa cầu, mình khép bạn vào tội không tuân thủ. Bây giờ mà bạn không chào thủ lĩnh địa cầu thì mình sẽ thả bạn xuống đất, té dập mông luôn. Cứu mình với tay to. Đốm làm gì vậy đốm? Để một mũ xuống đi. Thôi nghỉ, đi về. Hết vui rồi. Bạn bay một mình đi đốm. Ứ ai thèm chơi với bạn nữa. Vậy thôi, mình bay một mình. Kỳ á. Bây giờ con có ngồi xuống ăn cơm không? Ba cứu con đi ba. Giờ con không thể ngồi xuống được rồi, con đói lắm. Cho chừa cái tội dám lén lấy chìa khóa mở cửa phòng nghiên cứu của ba cho các bạn vào nghịch. Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Con biết lỗi rồi. Từ nay giờ sau con không dám nghịch phái đồ của ba nữa. Ba cho con xuống rồi quýnh dùm ông con cũng được. Anh, cây roi sẵn rồi nè. Anh cho đốm xuống đi anh. Thôi thôi, con đồ ý rồi. Con nhìn đó cũng được. Sẵn sàng đánh bại anh em nhà chuột chuỗi chứ bụng bự. Sẵn sàng. Anh em bên kia chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng. Để coi bên nào mạnh hơn bên nào. Hai đội sẵn sàng chưa? Khi cát trong đồng hồ cát này rơi xuống hết, đội nào kéo đối phương về sân của mình là đội đó thắng. Sẵn sàng. 2, 1, bắt đầu. Tính chơi bất ngờ hả? Đâu có dễ. 1, 2, 3. Cố lên, bụng bự. Sắp thắng rồi. Hết giờ, hai đội dừng lại. Mệt quá. Vì thời gian đã hết mà chưa phân thắng bại nên chúng ta sẽ đấu hiệp 2. Mấy bạn muốn bây giờ kéo luôn hay là để ngày mai? Ngày mai đi, bây giờ kéo sao nổi. Thôi để sáng mai đi. Ngay tại chỗ này luôn nha. Bây giờ tạm coi như là quà. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chính xác. Ngày mai nhớ đi đúng giờ nha. Khuya rồi, đi ngủ đi đốm. Con coi xíu nữa được không mẹ? Chết rồi, ngủ rồi. Ngủ trễ quá ta, đồ ăn sáng trên bàn kìa đốm, lại ăn đi. Hôm nay con có hẹn kéo co rồi mẹ, đồ ăn sáng ngon thiệt. Nhưng chắc là phải cất lại đồ ăn sáng thôi. Chờ xíu nữa thôi, chắc đốm sắp tới rồi đó. Mình tới rồi nè, bắt đầu thôi. Bắt đầu. Ta không thua đâu, cố lên đó. Thắng rồi, chiến thắng quá đơn giản. Sao vậy đốm, sao hôm nay yếu xìu vậy? Chắc tại hôm qua mình thức khuya, sáng nay là không ăn sáng nên không có sức làm gì hết. Bạn giỡn với mình á hả? Bữa ăn sáng là quan trọng nhất, vì nguyên một đêm không có cái gì bỏ vô bụng hết. Chưa kể thức khuya dậy sớm nữa, sức đâu mà kéo co. Thôi mà, mình biết lỗi rồi. Lần sau mình hứa sẽ mời bạn đi ăn sáng trước khi đi kéo co nha. Mời phần ăn sáng siêu bự cho bụng bự và tay to mới được đó nha đốm.
làm sao có thể làm được bong bóng xà phòng khổng lồ chứ? Bong bóng mà bự quá là nổ cái bụp liền. Vậy mà mình có mới hay. Mấy bạn có muốn làm thử không? Sao? Bạn mà làm được, mình sẽ cho bạn ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà mình luôn. Ba mình là nhà khoa học, nếu khoa ở đây làm được thì người đó phải là mình, chứ không phải là bụng bự. Ha, để xem. Đừng khi dễ mình. Đầu tiên mình sẽ bỏ nước rửa chén lại đặt vào. Tất nhiên rồi, bong bóng xà phòng thì phải có xà phòng chứ. Cái này là bột bắp. Cái này lạ nè. Chưa hết đâu, phải còn một chút xíu bột nỏ nữa. Xong rồi đó, bây giờ chỉ khuấy đều lên là có thể sử dụng. Đúng rồi, khuấy đều tay lên là có thể sử dụng. Xí, đều hay không đều thì cũng có hình bong bóng khổng lồ được đâu. Bạn đang sợ bụng bự ăn hết cái tủ lạnh nên mới nói vậy chứ gì. Còn khuya, bụng bự mà làm được hả? Mà bong bóng phải thiệt bự mới tính nha. Chứ bự chút xíu vậy không tính đâu á. Vậy chứ bự cỡ nào mới tính? Ít nhất thì phải bự cỡ bằng người mình mới tính. Ê, chứ kỳ vậy. Bay lên thiệt rồi kìa. Cứu mình với. Vậy bây giờ bạn đã tin chưa? Thực ra thì mấy cái bong bóng này cũng vừa vừa thôi, chứ sao tính là khổng lồ được. Sao tự nhiên cái bong bóng này bay cao quá vậy? Cho mình xuống đi. Ủa, bong bóng đâu có bự đâu, bạn tự ra được mà. Thôi, mình tin rồi, mình tin rồi. Cho mình ra đi. Mình dắt bạn đeo mấy chân đứng bộ. Dạ. Ok, bây giờ tụi mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi mình đi ăn bánh tráng nướng ha. Yeah. Bụng bự mà ăn thì mình hết tiền bỏ ống heo năm nay luôn á. Ai biểu khi dễ bụng bự làm chi, ráng chịu. Lỗi tại mình, tại mình nghĩ mình giỏi, có thằng bụng bự. Sau này mình sắp suy nghĩ gì nữa đâu. Bạn bè mình ai cũng giỏi hết, đúng không? Chứ sao nữa. Trời ơi, nóng quá. Thôi, mình nhớ rồi. Hôm qua mẹ mình có làm kem trong tủ lạnh. Hả? Đâu đâu? Nè, kem chuối nè. Kem này ngán quá à. Còn kem gì khác không? Bó tay rồi. Nhà mình chỉ có kem này thôi. À, mình biết có một chỗ tự làm kem á. Ê, đi liền đi đốm. Trời nóng mà được ăn kem là số 1 luôn á. Tèn tèn tèn. Sữa tươi, sữa bột, sữa đặc có đường. Đường nữa nè, nguyên liệu đã đầy đủ. Bây giờ mình làm gì nữa đốm? Bỏ hết các nguyên liệu vào nồi, trộn đều. Xong. Bây giờ mình sẽ nấu sôi rồi giảm lửa cho tới khi chừng nào đặc lại. Tới lúc đó thì mình sẽ cho mùi vị của mình thích vào. Mình thích mùi xoài nên mình sẽ cho hương xoài vào. Bỏ mùi gì vô cũng được hả đốm? Chắc là mùi gì cũng được á. Yeah, vậy là mình sẽ bỏ mấy cái mùi yêu thích của mình vô. Hay là tụi mình thi xem ai làm cà lem có mùi ngon hơn đi. Đồng ý, kem ai ngon nhất sẽ không phải rửa chén. Ý kiến hay đó ta to. Hẹn nhau một tiếng nữa nha. Muốn được công nhận là cà lem ngon nhất thì ngoài ngon ra nó còn phải lạ nữa. Mà mùi xoài thì quá quen rồi nên chắc mình phải làm mùi mới thôi. Bây giờ phải làm kem táo hay kem mít đây? Hay là làm cả hai luôn? Bây giờ hai bạn mới xong hả? Mình xong từ nãy tới giờ rồi. Tránh ra, nước sôi, nước sôi. Ý lộn, cà kem sôi đây. Một lát nữa thôi, các bạn sẽ được ăn cái kem ngon nhất thế giới luôn. Xong rồi. Xin giới thiệu với các bạn, cà lem trộn ba mùi, xoài, táo và mít. Cũng thường thôi.
cà liếm cà chua, vừa ngon vừa đẹp da. Ai mà thèm ăn cà liếm cà chua chứ. Xin giới thiệu với các bạn kem bảy màu: sầu riêng, hột é, nhãn nhục, sô-cô-la, sữa hột gà, thì là bánh đa. Wow, đúng là cây kem số 1. Ôi da, đau bụng quá. Ủa, hai bạn cũng ở đây hả? Chắc tại ăn mấy cây kem hồi chiều á. Mấy đứa thấy chưa, thực phẩm ở ngoài rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng không hợp vệ sinh, cho nên ăn vào mới rất dễ đau bụng đó. Chưa kể là mấy đứa còn trộn tùm lum vô nữa. Dạ, tụi con biết rồi, sau này không dám ăn bậy bạ nữa. Thưa mẹ, con đi học về. Đốm, sao người ta đi học về hồi não hồi nao rồi, bây giờ con mới có mặt ở nhà là sao hả Đốm? Dạ, con xin lỗi mẹ. Được rồi, con lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Ê, Ủng Bự, hôm nay mình có trò này hay lắm nè. Chơi không? Chờ gì vậy Đốm? Đi đi rồi biết. Ừ, đi thì đi. Xin lỗi tay to. Bụng Bự, hôm nay đi đâu chơi không? Chán quá à. Không đâu, hôm qua chọc tay to giận không chơi với mình luôn rồi. Trời ơi, đúng là đồ con gái nhỏ mọn, chọc có chút xíu mà giận luôn rồi. Mà không phải mình đã xin lỗi rồi sao? Đi đi, hôm nay mình có trò khác vui lắm. Thôi mình không đi đâu, đi học về trễ mẹ sẽ la đó. Trời, tưởng gì, bạn nó phải thỏ đá mà sao nhát quá vậy? Vậy bạn không sợ mẹ la hả? Đương nhiên là không, xin lỗi là được rồi mà. Dạ, con chào ba mẹ, con đi học về. Hôm nay con về muộn, con xin lỗi. Đốm, con bước tới đây, con đếm thử xem hôm nay là ngày thứ mấy con đi học về trễ rồi hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mà. Mẹ, con đừng có mà xin lỗi, mẹ không tha lỗi cho con nữa. Bước tới đây. Mẹ ơi, ba ơi, ba cứu con, ba ơi cứu con, đau quá. Xong chưa con trai, con ăn dạ xong chưa? Đốm như vậy là không ngoan chút nào rồi, con làm cho mẹ buồn rồi đó. Con phạm lỗi rồi xin lỗi là đúng, nhưng mà con biết không con trai, xin lỗi rồi thì phải sửa lỗi, chứ không phải tiếp tục phạm lỗi tiếp như vậy nữa. Như vậy là chưa ngoan đâu. Sao không đi học về trễ nữa đâu, thiệt đó. Tốt lắm con trai. Mẹ Đốm à, mẹ Đốm cũng tha lỗi cho Đốm đúng không? Ừ, nếu con hối lỗi thật sự mẹ sẽ tha, nhưng mà còn tái phạm thì cái mông của con sẽ đỏ nghe chưa. Ha 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 ha.